Quỳnh sẽ hát một khúc đầu tiên. Khúc này cũng là nhạc hoa lời Việt. Quỳnh nghĩ là rất nhiều bạn trẻ đấy sẽ biết bài này. Cấp được mang tên Gặp Em Đúng Lúc. Ai thuộc bài này có thể hát cùng Quỳnh không ạ? Một tràng rất lớn ạ. Cho Quỳnh giơ tay mọi người nào. Ai có thể giơ tay cùng Quỳnh nào? Tay đâu ạ? Cùng nhau trong cuộc, cùng người vui buồn, lặng nhìn bầu trời đêm đã mất lấp lánh những ánh sao nhiều mong, cùng cất tiếng ca bạn nhạc yêu thương, cảm nhận vòng tay ôm ấp ý nghĩa ra sao đã nhớ được, cùng lúc gặp em người khác khi xưa mới thêm bao kỷ niệm ngọt ngào, hoa rơi giọt ngồi lễ ướt mi cũng vì trong chiều chia lìa cuộc gặp dịp lạc mấy nhân duyên, hóa ra mười năm đời mong ngày giờ vô tình gặp em. Giờ quý lại có mặt tại đây, rất cảm ơn tất cả mọi người. Cùng nhau khóc cười, cùng người vui buồn, lặng nhìn bầu trời đêm đã mất lấp lánh những ánh sao nhiều mong, cùng cất tiếng ca bạn nhạc yêu thương, cảm nhận vòng đúng lúc ngắm em thấy các khi xưa mới thêm bao kỷ niệm ngọt ngào, và rơi giọt thôi lẽ vì cũng vì chẳng chịu chia lìa cuồng cảm xếp lặng với nhân duyên, hóa ra mười năm đời mong người giờ vô tình gặp em, tình bóng ấy vẫn luôn còn anh đúng lúc gặp em thấy các khi xưa mới thêm bao kỷ niệm ngọt ngào. Cảm ơn rất nhiều. Một tràng vỗ tay được không ạ? Quỳnh rất vui.